Xin kính chào toàn thể các bác nhé. Đây là một cái đơn hàng bông lì tiêu âm chuyển hoàn gửi cho bác người nhận là Vũ Tuấn Anh, có số điện thoại là 676 ở đuôi Lâm Đồng, Bảo Lộc, Lâm Thành. Đấy. Có 400.000 gửi vào nơi, hay bác chờ lâu quá bác không thèm nhận. Em làm đơn mấy hôm xong bắt đầu em gửi ra, gửi vào là 28 tháng 2 này. Hôm nay là cũng phải vào 25 tháng 3 rồi, cả đi cả về mất tháng này. Chả hiểu kiểu gì, có 400.000 các bác bom. Đây chính là cái ví lý do làm sao mà em không muốn gửi hàng cho các bác. Rất là ngại khi gửi một cái kiểu như là các bác này lấy hàng ấy, bông thì gửi bông này thì gửi đi là mất tầm 1 tuần đến hơn 1 tuần, gửi Việt Theo, gửi bưu điện nó như nhau. Bởi vì do là cái hàng nó dạng là hơi bị cồng kềnh nhưng trọng lượng cực kỳ nhẹ. Hơi cồng kềnh nhưng trọng lượng cực kỳ nhẹ. Đấy, xong được gửi đi các bác vào nơi chờ lâu quá mua chỗ khác hay sao ấy. Hay là test thử cái kiểu là gửi hàng bên em. Bây giờ các cái đơn nặng nhằng em không nhận đâu nhé. Các loại đơn ví dụ như là bông tiêu âm hay là chân loa hay là các cái gì đấy là em không nhận nữa. Các bác nào nhắn tin em không gửi hàng nhé. Cái kiểu nó bây giờ gửi đi xong nó bây giờ không nhận như này thì là như thế nào? Đây em gọi điện cho bác khách này không thèm nghe máy. Đấy đúng luôn. Bây giờ không thèm gọi nữa, bây giờ hàng về đến đây rồi thì gọi làm cái gì nữa. Đấy. Xong là có bác hôm đâu cũng đặt 5 tấm bông tiêu âm thì gửi được mấy hôm nay rồi, cả tuần đã hơn tuần nay rồi không biết là bây giờ đến đâu rồi. Hay là có khi là bên Viettel hay bên vận chuyển làm nào. Cái này hàng vào đến nơi nhá. Nhân viên giao hàng gọi cho khách không nghe máy. Em gọi không nghe máy luôn. Em chả hiểu kiểu gì đấy. Có cái đơn bông tiêu âm thôi mà các bác còn chơi theo kiểu là bom B52 thì em chả hiểu là các bác kiểu gì nữa. Nên là chính ra những cái bác mà kiểu vui tính quá đà này là em không muốn gửi hàng cho các bác nhiệt tình nữa. Nhiều các bác là chú gửi vào đây kể cả anh chuyển tiền trước cũng được, kiểu là sợ không gửi hàng sao chuyển trước tiền. Đấy. Nhiều các bác kiểu sợ mất hàng, như hôm đầu em đang có mấy con đẩy đang lên cái các bác thi nhau chuyển tiền, thi nhau xin số tài khoản. Em này là bán hàng theo thứ tự, người mua trước không đấy thì em gọi cho người mua sau, người mua sau không đấy thì em gọi người sau nữa. Còn một số đơn như ví dụ mấy bác khách ở trong làng ấy mua cặp loa này hay là ra xem đồ kia thì em cho thoải mái, người làng thì em cho là bê về nghe thử được thì lấy, thì bê về nghe thử đến ngày thứ hai ngày thứ ba đấy thì là vào sẽ có ý kiến bây giờ anh có đấy không hay như nào thì em còn báo khách. Đấy, vào thì không có nhà, hôm sau vào cũng không nhà, đến hôm sau nữa vào thì không được bên loa về mà là được cầm tiền về. Thế nên nhiều bác khách là cũng không biết được là hàng em cho ở trong làng gọi là cho mượn đi mất hơn tuần, cứ mượn nghe thử một tuần đi, được thì lấy, không được thì thôi, không được thì cũng không khách lấy. Thế là lấy đây nha, đơn này là của bác Vũ Tuấn Anh nha. Đấy, địa chỉ quay nó hơi bị rõ ràng rồi đây nha. Bác xem được thì vào xem lại nhé. Xong là gọi điện chửi cho em một trận đi nhé. Gửi gọi điện chửi cho em ghi âm đồng hoàng luôn. Riêng cái 6 thì mình không kiểu số điện thoại đâu nhỉ. 0965747676. Cái số điện thoại cũng thuộc dạng là VIP cơ. 747676. Gửi ngày 28 tháng 2 2022. Đấy, cước vận chuyển người gửi. Tiền cước đi, tiền cước về là 164.000, tiền cước đi này, tiền cước về 140.000 nữa, thế là 300.000 rồi. Thế bây giờ cái này có 400.000 mà gửi đi gửi về bao ship, ui rồi ôi đời, nó còn cái gì nữa đâu. À tí cháu lên rồi, cháu vừa về xong. Vâng vâng. Vâng vâng, mấy phút nữa. Đây các bác xem nha. Đấy, người nàng nhiệt tình đấy, hộ chú với. Đây đẩy này của bác khách đã cọc trước 500 rồi, em không nhảy đơn nữa đâu nhá. Có một số hàng này thì các bác nào quan tâm thì hiện trực tiếp này. Một số hàng trong đây này. Trong đây có đồ thanh lý cho các bác. Trong cái tủ này có đồ thanh lý cho các bác. Mà hôm đâu rồi các bác nào đòi lấy nhưng mà em không thấy gọi lại thì em bảo thôi cái này cứ từ từ đã, để hôm nào xem như nào. Đấy, đơn các bác có đặt rất là nhiều. Em bây giờ đang bị khủng hoảng đơn hàng này. Nhiều đơn còn chưa kịp gửi, nhiều đơn thì đã được gửi rồi. Đây, con này thì là vào 3.3 triệu. Không ship nữa, không bao ship nữa nha. 3.3 triệu không bao ship mà thủ tướng nhân không bán nữa, con này không bán nữa, con này của khách được chưa. Đấy, con này thì còn vài con, còn con X-Hunter này thì em sẽ ghép vào băng số.
ghép ghép bằng bít sư để cho bác khách. Có cục này thành lý cho các bác này 500.000 từ hôm nào rồi. Có hôm bác khách nào bác gọi điện bảo em ơi cục này còn không, để anh lấy thế này thế kia, nó cuối cùng có thấy gì đâu, bảo nó còn hàng đấy. Đấy, thế mà cuối cùng là có thấy ý kiến gì đâu. Đấy, đồ đạc thêm còn nhiều nhá. Vừa nay đi vừa cả ngày hôm nay hôm qua đi nay đi xét đồ cho các bác nên là không thể ra video được. Đấy, trong đây là cái tục máy của ông bác ở trong làng ông đấy. Hôm trước bác xem test đẩy đấy. Đấy. Thì là trên này quang mixer nữa thôi là xong. Còn cục trầm này nhá. Đây con em còn cái con trầm turbo sao này, con này em thanh lý cho các bác. Giá chỉ có 3 triệu giá tại cửa hàng thôi, giá rất tốt, không cái gì rẻ bằng cả. Đấy. Còn đèn beam này hôm trước đăng lên đâu rồi? Dựng video quay video xong rồi. Xong đến lúc tải video lên thì không hiểu làm sao máy miếc nó lỗi thế nào. Hay là không có duyên với mấy cái món ánh sáng này hay sao ấy. Đăng lên thì video bị lỗi, tải lên được có đúng 7% xong bắt đầu nó đơ, kể cả một ngày sau nó vẫn đơ như thế. Thế là em chán em chạy thằng quay nữa luôn khi video giới thiệu quay review con đèn này. Đấy, cả test tiếc đầy đủ hoa văn họa tiết các kiểu luôn. Không thể nào làm gì được. Chán hết cả người. Đấy. Còn đèn đây là các bác nào đã đặt hàng rồi thì là cứ thế nhận hàng nhá. Không có bom biếc B52 nữa đâu nhá. Đây nhá, đèn đây em còn có vài chiếc đây thôi. Vài chiếc. Với bên cạnh ngoài đây nữa. Còn đèn dây này vẫn còn nhá. Các bác nào đặt thì liên hệ. Hỏi là các bác nào đã đặt hàng rồi thì gọi lại cho em xem nào. Còn đây đống ở đây là cái đống này là mang cho thợ sửa đã hoàn chỉnh, toàn bị lỗi đứt dây ngầm luôn. Đây nữa. Rất nhiều, toàn lỗi đứt ngầm dây các kiểu. Giá vẫn chỉ 850 một con bao ship. Một cái loại này các bác còn bom nữa thì em cũng có khi em để ở nhà em chơi. Còn hai cục này thanh lý nhá. Hai cục này là cứ vào 400 một cục, giá thanh lý 400 một cục giá tại cửa hàng nha. Các bác mua về nghịch gì thì nghịch. À còn chiếc B3 này em thanh lý nốt cho các bác cho nó rộng nhà này. B3 ES215, thằng này bãi nguyên zin. Đấy. Bát tép nguyên zin. Đấy. Chưa nằm lại côn, tép zin, bát zin chưa nằm lại côn, giá thanh lý cho các bác là 7,5 triệu. Các bác nào quan tâm nhẹ trực tiếp nha. Con này thanh lý là 7,5 triệu giá tại cửa hàng một chiếc nhá, không còn một đôi đâu. Còn đôi Philips này chắc để chơi thôi. Bây giờ đôi này cũng thanh lý nốt là 1,5 triệu, bác nào đấy thì liên hệ. Còn cái gì thanh lý nốt. Còn đôi loa này là em không bán đâu nhá, đôi này là em giả ông chú em. Ông bảo là đôi không được bán, cuối cùng không bán, ông có vào lấy quái đâu. Có hai cục khiển đèn này, em bán là 400 một cục nha. Toàn đồ thanh lý hôm nay, toàn đồ thanh lý thôi. Đèn này thì để cho các bác là 600. 600 là có kính tiếp đầy đủ nhá, sẽ vệ sinh. Con này không có giá thanh lý đâu, giá là giá ăn tiền đấy, không có giá thanh lý đâu. Hơi bụi bẩn thôi, em bận quá mới hôm nay đi nói chung là xét đồ cho anh em đám cưới nên là không thể ra video ngay được. Mất 1-2 hôm vừa về nhà, bây giờ lại phải đi vào trong làng hộ ông chú nữa. Ông chú trong làng bảo là tí vào hộ chú nhớ. Đấy, các bác nghe rồi. Thì đây bây giờ các bác muốn cái gì, cái bông này thì em không thanh lý bởi vì loại này em về nhét loa đỡ nhục. Chứ bây giờ thanh lý cho các bác thì bán thì các bác toàn nói mồm thôi. Có mấy trăm nghìn đòi cọc. Có con đẩy này, hôm trước bảo cọc 500.000, các bác kêu là cọc cao thế, cuối cùng là vẫn bán bình thường. Xong là có hôm đâu rồi có cái đôi Nairay Ebow NA3612 AHC. Có bác khách nào, bác bình luận là bán đắt nhất Việt Nam, thế mà cuối cùng là bác khách ở trong Nghệ An bảo em ơi còn đôi nào nữa không anh lấy thêm, giá chú bán cho anh rẻ quá. Em đúng chịu các bác này nha. Không hiểu kiểu gì luôn. Cứ chê đi. Đấy, thật ra những người chê thì thường thường là không có đồ. Không có đồ như em. Đấy, hoặc là chơi những cái hàng cao cấp hơn em cực kỳ nhiều thì mới dám chê. Còn những người chỉ dám gọi điện hỏi giá xong thôi thì những người đó là thuộc dạng sắp sửa chịu chơi. Ví dụ như là con đẩy này, bốn bác khách gọi điện hỏi giá, em ơi bao nhiêu, 3,3 triệu, bao nhiêu, 3,3 triệu, bao ship chưa, bao ship rồi. Đấy, toàn hỏi bao ship rồi xong là tắt luôn. Thế bây giờ em bán là 3,3 triệu giá tại cửa hàng, không bao ship nữa, xem các bác có mua không nhá. Được chưa? Mà có khi đăng video là mất luôn. Đây, vẫn còn nguyên đây. Nói chung là cái này em định là nắp vào để chơi gia đình, để chơi bên studio, để bên quán kia kìa. Nhưng mà bận quá, 3-4 ngày hôm nay các bác xem đồ đạc nhà đây. À, còn hôm trước về một đống dây điện quay lên toàn bị lỗi video ấy, không biết là kiểu gì. Đây. Đó.
Nên là các bác nào có thắc mắc, có ý kiến ý cò thì cứ ý kiến ý cò thắc mắc loạn lên nhá. Nhà em nó tồi tàn thì thôi, các bác mắng chửi hay là chê bình thường thôi, đúng không? Thường thường là những người chê là chưa chắc là đã có đồ như em để mà chê. Em nói nó hơi xúc phạm anh nhỉ, hơi xúc phạm mà tính cách một tí. Nhưng thật ra là vậy. Cứ kêu là em bán đắt đi, nhưng mà các bác chắc gì nó có đồ mà chơi mà kêu em bán đắt. Đúng không? Đấy. Bán hàng nó lắm khi nó khách sáo một tí. Nói nhiều câu mà các bác, các anh em khác người ta không dám nói, để cho các bác phải nhớ. Đừng có chê người khác vội. Đây những con đáy này các bác kêu là nặng như đá hay gì này thế kia này, chuyển trước 500.000 rồi. Đấy, bác khách bác chuyển trước 500.000 tiền cọc rồi. Xong là ngày mai ngày kia này có về thêm ít đồ nữa, thì bây giờ hiện tại nhà em chẳng còn cái gì nữa. Cái đôi ôm kia này hết sạch này, ôm kia là ông chú nhá, không bán được. Còn đúng một chiếc B3 ở trong góc kia. Đấy. Súp thì ở đây các bác xem hôm trước kia súp ghép đây bây giờ còn đâu nữa. Còn gì nữa đâu mà không có sầu đúng không? Đấy. Rồi, đậy lại cái tủ máy này vào, bây giờ vào trong làng hộ ông chú đã. Xem là hệ thống âm thanh ngày trước là các bác các ông mua ở đâu. Nói chung là bán hàng thiên hạ cực kỳ nhiều nhưng bán hàng trong làng cực kỳ ít. Đó là chuyện bình thường. Có khi hàng xóm họ không mua của mình, họ mua chỗ khác. Đấy là chuyện bình thường. Không tránh được. Cực kỳ nhiều cửa hàng to và uy tín, nhưng hàng xóm của những cửa hàng to và uy tín không mua gần nhà mà toàn mua ở đâu không, mua chỗ khác. Thì các bác đã biết rồi. Đấy là cái chuyện hiển nhiên này. Cái chuyện của thắp hương mũi cũng phải nên này. Đấy, nói thật với các bác là vậy, chứ không phải là các bác cứ thấy các bác chê này thì chê kia đâu. Đây đèn em có mấy con đấy nhá, hôm trước không kịp quay thì hôm nay quay tổng hào cho các bác nhá. Đây đèn dây thì đây còn có vài con này. Đấy, đèn dây tầm 8 con. Còn đèn 54 bóng này thì có 4 con sống thôi. Hôm trước các bác nào đặt đơn thì nên lại nhá. Một số đơn của bác thì em nói thật là làm một mình nó chậm, chậm là chuyện bình thường. Đang tuyển thêm nhân sự mà không thấy nhân sự nào cả. Đấy. Mà thuê mấy cái ông gà mờ ở đây thì đóng hàng chỉ sợ nhầm đơn mới đóng hàng, nó không cẩn thận vỡ đơn thôi, vỡ hàng thôi. Đấy. Cái bông tiêu âm như hôm nâu em có gửi cho bác khách này thì là trong cái tình trạng thùng của nó đẹp, thẳng tưng vuông thành sắc cạnh. Đấy, chứ không có chuyện là về nó cầy nham nham nhở nhở. Cái bông này nói thật các bác chả có gì là vỡ cả. Hay chuyển vào đến nơi gọi điện không thì nghe thì em không biết rồi. Gọi điện không nghe thì là một phần rồi. Nhưng mà cuối cùng nè, có 400.000. Có 400.000 mà nỡ lòng nào nó còn chưa sọ này. Mà tiền cước nhá, 164.520.000 đồng. Em nói thật cái loại này em bán như thế là coi như là bán rất rẻ rồi. Đáng nhiên là em bán 220 một tấm, xong rồi đón đâu vào khuyến mại thì em bán có 400, vẫn giữ giá 400. Vào đến nơi bây giờ còn không thèm nhận thì bây giờ không hiểu là bác khách này kiểu gì. Đấy. Tâm sự với các bác là sự thật nó như thế này. Còn nhiều cái hàng bom lắm, nhiều cái hàng linh tinh lắm. Nhưng con đẩy B3 nó cũng bom đấy, nhưng cuối cùng là em không hiểu kiểu gì nữa. Đấy, bây giờ là thôi tốt nhất là những cái đơn mà nằng nhằng nhỏ nhỏ bé bé thì em không nhận đâu nha. Không nhận đâu, như ví dụ cái kiểu như là chân loa không gửi nữa, không nhận đơn nữa. Các bác mua bên khác hoặc mua cùng cái gì đấy em gửi chân hoa bông tiêu âm không bán nữa, bán toàn bị như này này, mấy đơn rồi, 3-4 đơn rồi toàn bị kiểu này, thử nó kiên nhẫn hay sao, không bán nữa. Các loại bông tiêu âm này là chân hoa phụ kiện lằng nhằng nó không bán nữa. Riêng vỏ thùng loa cọc trước ít nhất 500.000 thì em mới gửi. Bên em vẫn có đầy đủ các phụ kiện thay thế như vỏ thùng loa của nó, bát của nó, tép phân tần, rồi là độ chế phân tần riêng cho các bác, em vẫn làm bình thường. Nhưng nhiều đơn quá, bây giờ nhiều hàng linh tinh quá, nó đang dồn dập lên. Còn chưa kể là còn đi setup hỗ trợ anh em làm đám cưới. Đấy, bây giờ người ta mở ra cái kiểu như là đám cưới được tổ chức lại, nên là âm thanh ánh sáng cũng cứ tưng bừng lên đi. Đấy. Thì nói chung là em bán hàng em vẫn phải đi hỗ trợ nhiệt tình thôi, chứ không thể nào mà kêu được. Kêu là các bác chửi em chết. Kêu là các bác sẽ quay xe với em ngay. Em không thể làm thế được, nhưng mà những cái bác như này là mất lòng tin của em vào khách hàng. Đấy, ví dụ những bác như này là mất lòng tin của em vào khách hàng, kể cả cũng đẩy cọc có 200.000. Đấy, cuối cùng vẫn còn bom, em chả hiểu kiểu gì, hay là chơi xỏ. Lấy 200.000 để thử xem là thằng này có gửi hàng thật không, em chả hiểu các bác là kiểu gì này. Video đến đây là kết thúc nhá. Các bác nào có ghét, có mắng, muốn làm gì thì làm. Đấy, mà thích thì gọi điện chửi vào mặt em cũng được. Em chấp nhận tất cả, nhưng mà lưu ý là bên em có thiết bị ghi âm, nên là mọi lời nói và văn hóa ứng xử của toàn thể các bác sẽ được em ghi âm trong những cuộc điện thoại. Em xin trân trọng thông báo là vậy.
Còn những cái hàng nào các bác đã đặt và chưa nhận được hàng thì nhanh chóng gọi điện nhắc lại, em ơi hàng của anh đến đâu rồi, bây giờ nó như thế nào. Đấy, còn các bác không tin em sẽ gửi cho các bác mã và đơn. Còn một số những đơn gọi là rất là chậm, do là không có người đóng hàng hoặc là đóng hàng rồi nhưng gửi sai người. Đấy, thì em sẽ liên hệ với bên vận chuyển để làm lại đơn và chuyển hoàn và gửi lại cho các bác trong thời gian sắp tới, trong thời gian ngắn nhất, được không ạ? Và những cái đơn này thì em cũng xin rút kinh nghiệm sâu sắc là lần sau cố gắng đơn nào nhận là phải gửi ngay. Đấy, nhưng mà do là thời gian rất là hạn hẹp, công việc nó bừa bộn rất là nhiều nên là cũng không thể nào hoàn hảo 100% được. Do là làm một mình nhá, chứ còn em mà có đội nhân sự mà tầm 2 người trở lên cái này thì các bác không phải nghĩ, được chưa? Các bác không phải nghĩ. Đấy, thì đây thông báo với toàn thể các bác là có như thế thôi. Đấy, các bác nào có thắc mắc gì thì cứ liên hệ trực tiếp thôi. Bây giờ em phải quay xe đi lên trên nào một tí thôi, xong tí nữa về lại đi xuống dưới thành phố kia một chuyến nữa, rất là nhiều công việc. Đấy, tí nữa phải tháo mấy cái này ra, nói là khoe của thế thôi nhưng thật ra là toàn có người chốt đơn hết rồi. Bây giờ là phải tháo cái này ra này. Không phải là tháo mặt cửa này không thôi mà là tháo đẩy ra để giao cho anh em thợ. Anh em thợ em vẫn hỗ trợ nhiệt tình nhé. Ở Hưng Yên ông nào mà chưa biết Văn Lộc thì là một cái sự thiếu sót nhé. Đấy, cái này tháo ra này, cục này tháo ra, cục này tháo ra, cục này giả thợ này, còn hai cục này là bán cho anh em thợ đi nắp này. Đấy, anh em hết hàng gọi em vẫn có nhá. Đấy. Không phải là em kêu không muốn bán đâu, những cái đơn nào mà bác khách nào em nhận trước rồi em không nhảy khách đâu. Một số cửa hàng khác người ta nhảy khách bình thường, em không nhảy khách đâu, phải hỏi thật kỹ, chậm 1-2 ngày cũng được. Đấy, ok, xin kính chào toàn thể các bác, hẹn các bác trong clip lần sau. Bây giờ em phải tháo đồ này ra, xong tí soạn đồ lên xe đi nắp cho anh em đây.